Chào anh chị em nha. Hôm nay có một căn nhà mới nha, biệt thự 4 tấm rưỡi, bồn nước năng lượng mặt trời đầy đủ, xây năm 2003 nha. Đó, thích hợp cho mấy người mà nghỉ ngơi dưỡng sinh nè. Đó, ở trên có mấy cái phóng dĩ thành nè, ở trên sân thượng là đại được 2-3 bàn ha. Có trồng hai cây bông cúc, bông hồng, bông mai. Đó rồi, ở đây là phần chi tiết nè, cửa sinh pha nha, cái loại dày á nha. Đó, có máy lạnh luôn, đầy đủ, đèn led 7 màu, tranh vẽ bằng tay nha. Đó, phòng toilet đủ màu luôn, ban công nè, trồng hoa luôn. Đó, ai có nhu cầu mình theo dắt đi coi nhà nha. Đó, đặc biệt là nhà này rất là trẻ trung, lãng mạn, ngây thơ nha, thích hợp cho đôi vợ chồng son nha. Đó, xây theo phong cách của Trung Hoa. Sau đây là chi tiết của tầng 2. Tầng 2 là phai lọt lầu nè. Đó, cái lầu này kêu là lầu giải trí á. Đó, 4 cánh cửa rồi, 2 cánh cửa độc lập nha. Đầy đủ ha, biệt thự cao cấp quá, có bảo vệ canh cửa nha, cho nên là mình sao không có vô nhà được, không cho vô, có bảo vệ phải có bản quyền mới được vô. Mình sao quay bằng flycam thôi nha. Đó, sau đây là chi tiết bên hông nhà nè, đó, full option luôn nha. Cửa gỗ, có tủ sưởi nóng luôn, rồi gạch men thời của Pháp nha. Đó, giường gỗ nệm chiếu đầy đủ luôn, bảo đảm luôn, chưa ở qua luôn. Rồi đặc biệt là có thang máy nữa nè, họ là cái dây cáp treo nè, lên hàng nè. Mở cửa sổ là thấy bông luôn. À, có dập chứ nhớ. Đây là tầng 2 nha. Rồi, sau đây là tầng 1 luôn. Rồi, tầng 1 làm cho nhà hàng nha. Đó. Rồi, sau đây là chi tiết của tầng trệt nè. Ấy. Tầng trệt nha, tầng trệt là có trồng bông luôn á nha. À, bông thiệt luôn á. À, nè, cửa cuốn nè, có lò mốt luôn nha. Cửa cuốn là chơi sang á, ai coi nhà cứ coi. Rồi, cái này là cây ốp bằng vàng nha. À, rồi trồng lá dứa nè. Đó, có cây thông Noel luôn nè, thích hợp nè, mở phá thì tết tay luôn nè. Ủa, à, rồi. Rồi, sau đây là số nhà gì ta? 428. Ừ, số nhà 428 nha. À, đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11. Đó. Bây giờ làm đúng theo yêu cầu của nhà hàng Ái Que Kim Bụ luôn á. Đó, đầy đủ luôn nha. Đó, ở đây là phần phòng khách nè, ở dưới nè, tiếp khách nè. 4 cái ghế thôi, 5 thằng là không được vô đó, có 1 thằng phải đứng chờ. Chờ. À, phòng toilet nè. Đó, ở đây là cái gác lận nè. Đó,
95% mà nè, chưa có hoàn thiện, còn chút sai dây điện nó làm nhà một chút. Đây. Lầu thang nha. Đó. Thanh chân lửa cầm nhà ra số nhà 428 nha. Mọi chi tiết xin liên hệ đi Ma Phúc nha. Đi Ma Phúc nha. Đi Ma Há không liên hệ nha. Sổ hồng chính chủ. Sổ hồng đâu, sổ hồng đâu. Đâu. Mở ra coi. Rồi, ở đây là sổ hồng nha, sổ hồng chính chủ nha. Đóng mộc của sở nhà đất của Tần Thị Hoàng chứng nhận nha. Có ở đây nha. Rồi bên cái gì á? Nó nói là sổ hồng á. Sổ hồng á. Chính chủ á. À, mình đồng sao mình đọc đây, cái ai mua mình đem đi dịch cho. Đem lên sở tư pháp á, dịch lại. Rồi vậy nha, chào cả nhà nha. À, quên nữa, có dàn máy karaoke nữa nha. Dạ, karaoke nhỏ nha. Rồi, chào cả nhà. Không dám vào dưới. Đâu thà. Chỗ nhà dưới á. Không, lấy cái sổ hồng che lại đây coi thằng cái coi. Che lại cái này nè. Cái này phải không? À không, mở bành ra đi, mở bành ra nha. Nè, sổ hồng. À, sổ hồng nha. À, đúng rồi đó. Rồi. Đặc biệt là nhà này là có hàng lính khỏi mướn bảo vệ rồi nha. Có ai muốn mua nhà này á, thì có luôn bảo vệ luôn, bảo vệ canh gác luôn á nha. Cây nhà lá vườn nha. Giờ phần chi tiết nha, từ dưới lên trên nha. Ở đây là tầng trệt nè, đây là đường nè. Đường ở đây là đường cao cấp hơn, phú mỹ hơn nha. Đường là chỗ này là trực chốt của sau này là làm chốt dân phòng, bên này là chốt an ninh, còn mặt tiền đường lót lá hoa cương nha. Ai muốn lên cái nhà này á phải có võ công mới bay lên ở đây nha, không phải là muốn lên là lên nhau, tại vì mình tính trước sau này là nâng đường lên đây là bước lên đó, lên đây là một bậc, 1, 2, 3, 4 tức là số hên á. Rồi trước khi ai vô coi nhà phải uống ly trà mới được vô nha. Rồi chào cả nhà nha. Rồi bây giờ mình sao quay lại từng chi tiết nhà. Nhà lầu 58 nha. Rồi chào cả nhà nha. Rồi căn nhà này, biệt thự này là có giá 5.6 tỷ nha. 5.6 tỷ. Có thương lượng chút cà phê. Anh em có vô coi nhà phải cẩn thận nha, phải hỏi qua hai ông này nha. Không nữa nó quýnh chết mẹ luôn, nó đi vô quýnh tìm bà rồi đó. Nó quýnh á. Dạ chào cả nhà.